Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.000 nhà cao từ 10 tầng trở lên. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì ngoài xe thang cần có những giải pháp khác, trong đó việc trang bị trực thăng chữa cháy các tòa nhà cao tầng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.000 nhà cao từ 10 tầng trở lên và các tòa nhà cao nhất Việt Nam với 81 tầng. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, các tiêu chuẩn quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy ở nhà cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh rất chặt chẽ, phù hợp với xu hướng thế giới. Tuy nhiên, các xe thang chữa cháy ở các nước phát triển cũng không quá 60 mét. Do vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì ngoài xe thang cần có những giải pháp khác. Trang bị trực thăng chữa cháy là giải pháp cần thiết nhưng nếu chỉ phục vụ cứu nạn cứu hộ chữa cháy thì chưa phù hợp và hiệu quả. Trực thăng có thể sử dụng để phục vụ nhiều tình huống khẩn cấp khác. Tuy nhiên, thiết kế nhà cao tầng hiện nay chưa được bố trí bãi đáp trực thăng, do đó cần xem xét để đưa vào dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nội dung này.